Các em học sinh thân mến, thể theo yêu cầu của các em là cũng muốn tìm hiểu lại cái khái niệm về lực là gì thì cô cũng xin giới thiệu lại với các em bài 40 trong sách kết nối tri thức khoa học tự nhiên 6 lực là gì. Trong khái niệm về lực của môn vật lý thì bất kỳ ảnh hưởng nào của một vật thể chịu sự tác động, thay đổi hoặc ảnh hưởng đến sự chuyển dịch hướng của nó hay cấu trúc hình học của nó thì lực chính là nguyên nhân làm cho các vật bị thay đổi khối lượng, hình dạng, vận tốc được gọi là lực Thế nhưng mà trong cái chương trình môn khoa học tự nhiên 6 ở trong sách kết nối chính thức thì chúng ta chỉ cần biết được là lực là gì? Là sự đẩy hoặc là sự kéo À, cô lấy ví dụ như đây là một cái cây bút Đây là một cây bút cô dùng tay du nó về phía trước, kéo nó về bên phải, du sang bên trái thì tay của cô đã tác dụng một lực vào chiếc bút hay cô dùng tay để nâng cái bút lên, hạ cái bút xuống, đây cũng chính là khi tay cô đã tác dụng một lực lên cây bút. Hoặc chúng ta có thể nhìn trong hình vẽ. Thì thời gian cũng tương đối là ngắn, hơn nữa là các em thông cảm. À, một cái bài chuẩn bị cũng tương đối là lâu trong thời gian ngắn để các bạn ôn tập được thì cô cũng xin phép là được sử dụng cuốn sách để chúng ta quan sát luôn ở trong sách cho thuận lợi. Ở đây chúng ta nhìn thấy trong hình vẽ số A đó là một cái cục nam châm, nam châm có ký hiệu bởi chữ S sao và N note là cực bắc, cực nam của một chiếc nam châm được đinh ghim lên một cái cần của một cái à, cột ghim nam châm giúp định vị chiếc nam châm khi đó có đặt một chiếc ghim trên bề mặt cách không xa lắm đối với nam châm thì chiếc ghim đã được hút và di chuyển từ phía dưới đất lên trên phía của nam châm như vậy nam châm đã tác dụng một lực lực hút đối với chiếc kim hay nói cách khác chiếc nam châm này đã dùng đã có tác động một lực kéo chiếc kim về phía của mình mặc dù không có tay không có chân đúng không nào ở hình b hình b thì chúng ta lại nhìn thấy À, đây là hình của một bạn học sinh đang thả một vật có thể là quả bóng hoặc quả, quả cầu. Quả vật này đã bị rơi xuống dưới đất thả nhé, tay thả. Như vậy là tay của của bạn học sinh này đã không còn tác dụng lực với quả bóng. Nhưng quả bóng lại chịu sự tác dụng của lực hút của trái đất cho nên quả bóng đã bị rơi xuống dưới đất sang đến hình c ở đây chúng ta nhìn thấy ngụ ý của tác giả là vẽ chiều của gió chiều của gió tác động của gió gió tác động vào cánh buồm và chiều của cánh buồm đang di chuyển từ trái qua phải như vậy gió đã tác động một lực đẩy vào cánh buồm. Trong trường hợp khác có thể là chiều của gió đi ngược với chiều của cánh buồm thì nó sẽ tác động một lực cản, cản sự di chuyển của cánh buồm. Cũng là lực đẩy. Hay dòng nước cũng tác động một lực đẩy vào cánh buồm. Vào chân buồm khiến cho chiếc thuyền buồm này có thể di chuyển nhanh lên nếu cùng chiều hoặc chậm lại nếu là ngược chiều so với dòng nước đấy gọi là lực đẩy ở hình d chúng ta lại quan sát được một quả bóng đang tiếp xúc với một cái tay vợt như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là nếu như quả bóng di chuyển từ phía trái vào mà nó chạm vào quả vợt, tức là nó bị quả vợt này cản ngược hướng chuyển động, gọi là lực cản. Nhưng nếu chúng ta lại tác động cầm tay vào cái quả vợt này để đập thì quả bóng sẽ bị tác động một lực này gọi là lực đập, lực nén, lực đẩy. Đấy. Như vậy đây là lực hút, lực hút, lực đẩy, lực đẩy. Một cái hình vẽ nữa tiếp theo Hình 40.1 Vẽ hình một người mẹ đang à, giữ tay vào một chiếc xe lôi Trong chiếc xe lôi có một em bé Thế thì à, người phụ nữ này muốn rong em bé đi chơi có thể có hai cách Một là cầm tay vào xe và đẩy theo chiều xuôi để em bé đi theo xuôi chiều hoặc cũng có thể là kéo xe lui về phía đằng sau như vậy người phụ nữ có thể tác động lực đẩy hoặc lực kéo vào chiếc xe trong sách cánh diều thì chúng ta lại có thể quan sát được trong một cái hình đó là hình công nhân đang làm việc à, một người công nhân đang kéo một chiếc máy về phía mình. Trong cái lực kéo này thì khoảng cách giữa người công nhân với chiếc máy kéo càng gần. Hoặc có thể khoảng cách giữa người công nhân với chiếc máy này luôn luôn là một khoảng cách nhưng người công nhân cứ kéo, kéo, kéo. Để giúp cho cái 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 máy được di chuyển về phía của mình. Thế còn người công nhân ở hình B. Người công nhân này thì lại đang dùng tay để du chiếc xe rùa có chở than đi ra phía xa du hay còn gọi là đẩy như vậy ở hình này là lực kéo ở hình b là lực đẩy một số ví dụ khác chẳng hạn như một cầu thủ đang đá bóng cầu thủ này dùng chân để sút quả bóng thì bàn chân của cầu thủ đã tác động một lực đó là lực sút hay còn gọi là lực đá hay là gọi là lực đẩy quả bóng khiến quả bóng di chuyển ra chỗ khác trong hình này thì quả bóng đang di chuyển lại gặp lưới bị cản bị cản gọi là lực cản cũng chính là lực đẩy ngược chiều đối với cái lực mà nó đang di chuyển hay ví dụ một người đang chơi tennis tay cầm quần vợt đánh vào quả bóng tennis thì người này đã tác động một lực đẩy đẩy quả bóng ra xa một người dùng bàn tay ấn lên trên mặt bàn tức là đã tác dụng một lực lên mặt bàn gọi là lực đẩy đối với mặt bàn. Hay ví dụ như một người muốn đo lực kéo của ngón tay trỏ thì họ sẽ cho ngón tay trỏ vào trong cái đầu kéo hoặc dùng bàn tay giữ vào cái đầu của cái cái lực kế rồi một đầu ghim vào cái vật này để đo xem cái vật này nó nặng bao nhiêu hay nói cái khác là lực kéo của chúng ta được bao nhiêu newton thì chỉ việc cầm vào chiếc lực kế lập tức là kéo cái vật này đi kéo vật đi thì vật được di chuyển thì lúc đó tay của người này đã tác động một lực gọi là lực kéo lên trên vật trong thực tế chúng ta có thể là muốn di chuyển một vật nào đó theo hướng của mình Chúng ta có thể cầm tay vào cái đầu của vật đây. Vật sắt. Kéo nó ra khỏi vị trí ban đầu. Kéo xa khỏi vị trí ban đầu đây chính là lực kéo. Hay chúng ta tác động bằng cách cầm một cái nam châm. Thì cục sắt ở trên cái sợi dây này cũng bị hút về phía nam châm. Đây vừa gọi là lực hút hoặc lực kéo nhưng không có sự tác động của bàn tay vào vật nên người ta gọi đó là lực hút nhớ nhé lực hút của trái đất thì gọi là lực hấp dẫn a à, một người kéo vật kéo một vật nặng trên mặt bàn đó lực kéo hay một người đạp chiếc xe đạp đi trên đường chúng ta cũng hay đi xe đạp mà đúng không thì bàn chân tác động một lực vào bàn đạp, ấn bàn đạp xuống, du bàn đạp xuống, Đấy, lực tác động đây chính là lực đẩy. Hay khi mà chúng ta xuống dốc thì lại dùng tay để bóp phanh gọi là lực kéo, lực kéo. À một vận động viên đang dương cung tên ra để bắn, đây chính là bàn tay đã kéo cung tên đây là lực kéo nhưng khi thả tay ra thì lập tức cung tên bị bật ra khỏi phía của mũi tên mũi tên bị bật ra khỏi phía của cung tên đây chính là lực đẩy kéo một lực để tạo thành động lực rồi sau đó phản lực sẽ đẩy mũi tên ra như vậy ở đây vừa có lực kéo vừa có lực đẩy hay trong thực tế chúng ta nấu cơm đúng không ạ khi sôi nấu rau nấu cơm khi sôi chúng ta mở vung ra, mở tức là dùng tay tác động một lực lên trên cái nắp của nồi xoong. Nâng lên, hay chính là lực nâng hoặc lực kéo vật ra khỏi vị trí đó. Cuộc sống của chúng ta có rất nhiều các tình huống xảy ra, ví dụ đang đi mà chiếc xe ô tô bị hư, nhiều người phải nhờ đến xung quanh để đẩy ô tô, đây chính là lực đẩy hay khi chúng ta ra vào cánh cửa vào chúng ta phải du cánh cửa vào hoặc kéo sang phải sang trái đúng không? đẩy ra Đấy, đã dùng lực kéo hoặc lực đẩy rồi chúng ta tới lớp học hay vào nhà ai đó đều bấm chuông đây chính là lực đẩy lực ấn ấy, lực đẩy ấy. rồi phải kéo cửa phòng để đi vào hay ví dụ như là khi chơi kéo co đúng không chơi kéo co thì cả hai bên các vận động viên đều phải dùng đến lực đó chính là lực kéo lực kéo Đấy, bên nào mà kéo được cái, cái sợi dây mà có cái vạch mốc ban đầu ở ngăn giữa và kéo được một trong số những vận động viên này Đấy, rồi một nửa giây của bên kia về phía của mình và bên kia bị ngã ra thế thì bên kéo co đó sẽ chiến thắng như vậy cả hai bên đều phải dùng tới lực gì lực kéo đúng không? à như vậy trong thực tế muôn vàn các hoạt động của chúng ta đã xảy ra rồi các vật thể được thay đổi vị trí hay chuyển động thì tất cả gần như đều có sự thay đổi về hướng thay đổi về về hình dạng hoặc có thể xảy ra cả hai hoặc có thể thay đổi về gia tốc Thế thì lúc đó chúng ta cũng nghĩ ngay rằng do sự tác động của lực. Như vậy lực là gì? Lực chính là yếu tố hay chính là nguyên nhân làm cho vật bị thay đổi khối lượng, hình dạng, thay đổi tốc độ. À, nó có thể là lực kéo hoặc là lực đẩy. Thế còn trong chương trình khoa học tự nhiên 6 này của sách kết nối tri thức thì các em hiểu tạm rằng lực chính là sự đẩy hoặc sự kéo một vật nào đó các ví dụ cô vừa mới nêu ở ngoài thực tế thì có nhiều các ví dụ khác chúng ta có thể lấy thêm các ví dụ trong đời sống phần này bạn nào mà còn ý kiến thắc mắc gì thì chúng ta có thể là comment ở phía bên dưới để cô biết được ý kiến của các bạn thì cô sẽ trả lời phản hồi các cái thắc mắc của chúng ta chúc các bạn học thật tốt nhé cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi nhớ đăng ký và ủng hộ kênh của cô nhé